khu vực trung tâm đang chịu áp lực dân số quá cao, buộc thành phố Hồ Chí Minh phải thực hiện các chính sách quy hoạch vùng ven để giãn dân về ngoại thành. Chính vì thế mà khu vực phía Tây Sài Gòn, nơi sở hữu quỹ đất rộng lớn, được đánh giá có tiềm năng tăng trưởng mạnh trong tương lai. Bên cạnh việc đó, thì tốc độ chuyển đổi đất nông nghiệp lên đất dự án trong tương lai đã nhanh chóng biến khu Tây Sài Gòn trở thành điểm sáng thu hút nguồn vốn từ các nhà đầu tư. Và The Diamond City, dự án còn có tên gọi khác là khu dân cư Quốc Linh Diamond City, là dự án đất nền nhà phố, biệt thự nằm tại khu vực đậm đặc các khu công nghiệp bề thế, tại khu vực cửa ngõ phía Tây thành phố Hồ Chí Minh, với địa thế ven sông, các trục đường hạ tầng huyết mạch giữa trung tâm thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh đang lột xác theo từng ngày một cách rõ rệt như hiện nay, thì đất nền Diamond City Đức Hòa, Long An nhận được nhiều sự quan tâm từ nhu cầu ở thực lẫn nhà đầu tư, kinh doanh của khách hàng ở khắp các phân khúc. Và hiện nay, sự xuất hiện của dự án The Diamond City đang làm thị trường bất động sản Long An nóng lên từng ngày. Và trong video ngày hôm nay, quý vị hãy cùng Bất Động Sản Tiềm Năng chúng tôi tìm hiểu về dự án này nhé. Đầu tiên, theo các chuyên gia đầu tư bất động sản vùng ven nhận định, dự án khu dân cư Quốc Linh Diamond City là dự án sở hữu vị trí đẹp nhất tại khu vực đường tỉnh 824, xã Hữu Thạnh, huyện Đức Hòa và xã Lương Bình, huyện Bến Lức, tỉnh Long An hiện nay. Dự án phù hợp và đúng hoàn toàn với câu nói nhất cận thị, nhị cận giang, tam cận lộ mà hiếm có dự án nào hiện nay có được tại khu vực này. Chủ đầu tư công ty trách nhiệm hữu hạn bất động sản Diamond Land là doanh nghiệp uy tín, dày dặn kinh nghiệm và có trụ sở ngay địa phương xã Đức Hòa, huyện Đức Hòa, Long An. Hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực kinh doanh, phát triển bất động sản và một số ngành nghề dịch vụ liên quan. Các dự án do Thắng Lợi Phát Triển mở ra không những không gian sống mới mà thay đổi bộ mặt cảnh quan, cũng như tạo nên những giá trị sống hoàn hảo mà bất kỳ khách hàng nào cũng có thể cảm nhận được. Đây cũng là điều mà không nhiều dự án bất động sản nào khác có thể làm được. Đầu tư và phát triển bởi Thắng Lợi Group, top nhà phát triển bất động sản hàng đầu tại Long An đã rất thành công với dự án The Sun City, Central Health hay hàng loạt các dự án khác. Vị trí khu dân cư Quốc Linh Diamond City tọa lạc trên mặt tiền đường tỉnh 824 thuộc xã Hữu Thạnh, huyện Đức Hòa và xã Lương Bình, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Và đây cũng chính là tuyến đường huyết mạch kết nối giao thông chính của tỉnh Long An, di chuyển đến các tỉnh lân cận và vận chuyển hàng hóa từ các khu công nghiệp ở đây đi đến các cảng biển để xuất khẩu đi các nước. Vị trí dự án khu dân cư Quốc Linh còn rất đắc địa và vượng khí dồi dào, vì từ đây có thể đến trung tâm thành phố Hồ Chí Minh một cách nhanh chóng qua con đường huyết mạch cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, kết nối Củ Chi qua đường tỉnh lộ 830 hay từ khu dân cư Diamond City đến sân bay Tân Sơn Nhất qua đường tỉnh lộ 10 và về sân bay Long Thành qua cao tốc Long Thành. Dân cư hiện hữu và gia tăng nhanh khi các khu công nghiệp cao như SCD Tân Đức 1.150 ha và khu công nghiệp cao Hữu Thạnh 524 ha hoạt động với 100% công suất. Và với hơn 50 tiện ích nội khu ngay trong lòng dự án, tại dự án Diamond City Đức Hòa Long An, bạn sẽ không cần phải đi đâu xa. Cư dân Diamond City Long An có thể tìm thấy đầy đủ các công trình tiện ích phục vụ các sinh hoạt đời sống thường ngày ngay tại khu vực nội khu. Và theo đó, chủ đầu tư Diamond đã dành nhiều tâm huyết để kiến trúc khu dân cư Diamond City trở thành một khu an cư kiểu mẫu, hiện đại và tiện lợi với hệ thống tiện ích nội khu hiện đại đầy đủ các loại hình dịch vụ. Tiện ích Quốc Linh Diamond City được chủ đầu tư rất tâm huyết bố trí đầy đủ tiện ích nội khu dự án với mong muốn mang lại cho cư dân khi sinh sống và làm việc tại đây có một cuộc sống chất lượng đầy đủ nhất. Cụ thể, một số tiện ích nội khu tại đất nền Diamond City Thắng Lợi gồm có như là khu thể dục, thể thao kết hợp nhà thi đấu đa năng, khu trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện lợi, nhà hàng, quán cà phê với không gian hiện đại ấm cúng, công viên cây xanh kết hợp đường đi bộ nội khu được trải nhựa hiện đại, hồ bơi, khu vui chơi giải trí dành cho các lứa tuổi, trường học mầm non nội khu, spa dưỡng sinh, các phòng trị liệu chăm sóc sức khỏe, phòng yoga, vườn nướng BBQ thích hợp cho các hoạt động ngoài trời và một số tiện ích nội khu khác. Với tiện ích liên kết vùng đa dạng, dự án Diamond City còn sở hữu vị thế liền kề với trung tâm hành chính lớn nhất khu vực
đảm bảo quy hoạch khoa học, đồng bộ và an ninh xã hội ở mức cao nhất. Không chỉ thế, dự án còn liên kề chợ Cầu Sáng, chợ Hòa Khánh, hệ thống trường học quốc tế, hệ thống trường công lập các cấp như tiểu học Lương Bình, trung học phổ thông Lương Hòa, đại học Tân Tạo. Như vậy, các tuyến phố tài chính, tập trung hội sở, chi nhánh ngân hàng, các trung tâm thương mại, đại siêu thị lớn bé như Copmark, điện máy chợ lớn, điện máy xanh, thế giới di động và các bệnh viện tuyến đầu như Bệnh viện Đa khoa Tân Tạo. Như vậy, từ Diamond City Long An cũng tiện lợi kết nối với các khu vực vui chơi giải trí, khám phá, du lịch như công viên Bách Thảo, làng cổ Phước Lộc Thọ. Khu dân cư Quốc Linh được quy hoạch thiết kế với đầy đủ các tiện ích hiện đại, sang trọng gần gũi với thiên nhiên bên trong khu dự án và đáp ứng nhu cầu đời sống đẳng cấp cho cư dân. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Nếu muốn biết thông tin chi tiết hơn về dự án, hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0909 477 288 gặp Phước Sửu để được tư vấn chi tiết hơn về dự án. Hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.